Xin chào quý vị và các bạn. Hôm qua 16 tháng 5, nắng nóng đã quay trở lại khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ cùng tỉnh Sơn La với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng Hòa Bình cùng với khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thì nắng nóng gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 38 độ. Có nơi trên 38 độ như thành phố Hòa Bình 39,5 độ, Hồi Xuân Thanh Hóa là 39 độ, tại Tây Hiếu Nghệ An đạt 38,1 độ và Đô Lương Nghệ An là 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Trong hôm nay, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 cho tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-50%. Xin lưu ý, đây là mức nhiệt trong liều khí tượng. Thực tế ngoài trời nhiệt độ có thể cao hơn từ 3 cho tới 5 độ nữa. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Quý vị cũng chú ý tránh hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 tới 17 giờ vì có thể bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tình trạng nắng nóng gay gắt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài cho tới khoảng ngày 23 tháng 5. Còn tại miền Bắc, nắng nóng có thể giảm bớt trong ngày 19 tháng 5, nhưng từ 20 tháng 5 sẽ tăng trở lại và có khả năng kết thúc vào ngày 23 tháng 5. Với thủ đô Hà Nội, ngay từ lúc 10 giờ sáng nay, nhiệt độ tại Hà Đông đã lên cao 35,8 độ, cao hơn gần 6 độ so với hôm qua. Dự báo mức nhiệt cao nhất chiều nay có thể lên đến 38 đến 39 độ, trời nắng nóng gay gắt. Thành phố Đà Nẵng hôm nay cũng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao 36-37 độ. Thời gian nóng tại Đà Nẵng xuất hiện từ 11 đến 16 giờ chiều và sau 16 giờ nắng sẽ giảm, nhiệt độ hạ dần. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và trưa chiều nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, cảm giác oi ả vào khoảng 11 đến 13 giờ chiều. Và sau khoảng 16-17 giờ thì có khả năng xuất hiện mưa rông giúp tiết trời ban tối chuyển mát. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.